Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ cũ bằng kiều tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại sau khi gặp tai nạn. Vợ Củ bằng kiều đăng tải bài viết dài trở ngang người hâm mộ tiết lộ sức khỏe hiện tại. Trên trang cá nhân, Trizia Phương Trinh cho biết sức khỏe của cô đã bình phục. Vừa qua, vợ cũ Bằng Kiều gặp tai nạn phải không 14 mũi ở phần tay trái khiến công chúng không khỏi lo lắng. Vợ cũ Bằng Kiều đăng tải bài viết dài trấn ngang người hâm mộ, tiết lộ sức khỏe hiện tại. Trizia Phương Trinh cho biết chỉ có cái tay là xấu thôi chứ cái mặt vẫn xinh. Sau khi đăng status phải vào bệnh viện không 14 mũi trên bàn tay trái cách đây vài ngày, thì bạn bè và khán giả đã thay phiên nhau nhắn tin hỏi thăm tới tấp. Mấy ngày đầu phải uống thuốc cầm đau loại nặng nên ngủ ly bì. Vì vậy có nhiều cuộc gọi đến mà Trisier không thể tiếp được. Đến hôm nay thì tay đã bớt đau và mình đã ra đường sinh hoạt lại bình thường như người một tay. Có nghĩa là làm gì cũng chỉ làm bằng tay phải, còn tay trái chỉ để làm cảnh không được nhúc nhích. Chỉ có vài ngày vắng mặt trên Facebook thôi mà làm cho một số bạn bè và khán giả lo lắng, không biết tình hình vết thương nặng nhẹ như thế nào. Trí Phương Trinh bị khâu 14 mũi ở tay trái. Hôm nay đăng hành cho mọi người xem là sức khỏe của mình vẫn ổn, vẫn xinh đẹp mặc dù cái tay si cà que vẫn còn băng bó nhưng không sao hết. Xin cảm ơn sự quan tâm những câu hỏi thăm và những lời chúc tốt đẹp của tất cả đã dành cho Chizier. Rất xúc động trước tình cảm của mọi người và hạnh phúc vì biết được mình sẽ không bao giờ cô đơn. Tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ đã ổn định. Biết tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ đã ổn định khán giả vui mừng lây. Phía dưới bài viết khán giả gửi nhiều lời động viên tới Chizier phương Trinh như Thương chúc chị mau bình phục và nhanh chóng lấy lại phong độ như lúc cái tay chưa bị què. Vậy là yên tâm rồi ạ, à. cuộc đời này có gì làm khó được chị nữa. Chúc chị mau khỏe, lại giữ mãi nụ cười lạc quan, tươi trẻ này nha. Chúc chị mau lành vết thương và luôn an lành hạnh phúc. Băng Kiều động viên vợ cũ khi gặp nạn đầu năm, cách xưng hô gây chú ý. Băng Kiều gửi lời hỏi thăm khi biết vợ cũ gặp tai nạn. Anh viết, khỏe lại sớm nhé bà bạn. Đáng chú ý các sân hô giữa nam ca sĩ và vợ cũ gây chú ý, anh gọi Trisia Phương Trinh với tên thân thiết là bạn. Có thể thấy cả hai không ngại tương tác và giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau sau ly hôn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.